Xin chào và chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh của mình và mình là bé con đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và cũng như là xây dựng cái nhân vật Kinnick ở trong tựa game Genshin Impact nhé. Đây là cái nhân vật xuất hiện ở trong cái giai đoạn phase 2 của phiên bản 5.0 và đây là một nhân vật rất là nhiều tiềm năng và cũng như là sở hữu cho mình một bộ kỹ năng mạnh mẽ cùng với một lối chơi rất là độc đáo. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lựa chọn vũ khí, thánh di vật và cũng như là đội hình để sao cho nhân vật Kinnick này phát huy được hết sức mạnh nhé. Ok, không phải làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến nội dung chính của video thôi. Phần đầu tiên ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách chơi của nhân vật Kinnick. Thì ở trong chiến đấu thì Kinnick sẽ sử dụng chiêu kỹ năng nguyên tố E để tiến vào các trạng thái dạ hồn chúc phúc với 0 điểm dạ hồn. Trong quá trình này thì khi mà bạn thực hiện đòn tấn công thường của Kinnick thì anh chàng này sẽ di chuyển xung quanh mục tiêu và thực hiện cái chiêu bắn vòng quanh, gây sát thương nguyên tố thảo và đồng thời sẽ hồi phục điểm dạ hồn cho nhân vật này. Khi thanh dạ hồn của Kinnick đã được sạc đầy thì bạn có thể sử dụng cái chiêu kỹ năng nguyên tố E để thực hiện đòn pháo xuyên thấu, gây một lượng lớn đam thảo và đồng thời thì hấp thụ toàn bộ cái điểm dạ hồn hiện có. Thì cái đòn pháo xuyên thấu chính là cái nguồn sát thương chính của cái nhân vật Kinnick. Sau khi dùng chiêu kỹ năng nguyên tố E pháo xuyên thấu thì ở xung quanh kẻ địch sẽ xuất hiện một cái vùng gọi là vùng chết chóc, và nếu như mà Kinnick đi qua cái vùng này thì nhân vật Kinnick sẽ được hồi thêm cái điểm dạ hồn. Tiếp theo là chiêu kỹ năng nộ của nhân vật Kinnick, kính chào Thánh Long toàn năng. Thì khi mà sử dụng thì Kinnick sẽ triệu hồi ra Thánh Long toàn năng và gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo. Và đồng thời thì cứ cách một khoảng thời gian thì Thánh Long sẽ thực hiện một đòn hơi thở của rồng gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo. Đấy là với cái siêu nộ của nhân vật Kinnick. Ngoài ra thì khi mà thi triển kỹ năng nộ trong lúc mà đang có dạ hồn chúc phúc thì trạng thái dạ hồn chúc phúc của nhân vật Kinnick sẽ được kéo dài thêm 1,7 giây. Đấy là với cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này. Thì thực ra là với cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật Kinnick thì nó cũng không có quá nhiều những cái hiệu ứng đặc biệt, chỉ đơn thuần đó là hỗ trợ sát thương và cũng như là hỗ trợ cấp ấn thảo để cho nhân vật Kinnick có thể duy trì thêm cái phản ứng thôi. Thế còn ngoài ra thì cái thời gian duy trì của cái dạ hồn chúc phúc được tăng thêm 1,7 giây thì thực ra nó chính là cái hoạt ảnh khi mà các bạn thực hiện cái chiêu kỹ năng nộ, nó sẽ dao động vào khoảng tầm 1,7 giây. Thế nên là cái việc tăng thêm cái thời gian ở đây chủ yếu là để cho các bạn không bị mất cái khoảng thời gian dạ hồn chúc phúc trong quá trình mà các bạn sử dụng chiêu kỹ năng nộ mà thôi. Thì đấy chính là cái lối chơi của nhân vật Kinnick và cũng như là thông tin về kỹ năng của nhân vật này. Về cái chiêu thức của nhân vật Kinnick thì các bạn nên nâng tập trung xoay quanh vào chiêu kỹ năng nguyên tố, sau đó là các bạn sẽ nâng vào kỹ năng nộ và cuối cùng nếu như có tài nguyên thì các bạn hoàn toàn có thể nâng thêm vào đòn đánh thường. Thế nhưng mà mình nghĩ là chiêu kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ thì các bạn nên ưu tiên đầu tiên, sau đó là mới đến đòn đánh thường. Phần tiếp theo bên cạnh chiêu kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ của nhân vật Kinnick thì có một cái phần nữa theo như mình thấy là cũng rất là quan trọng đối với nhân vật này, đó chính là cái đột phá của nhân vật Kinnick ở level 20. Đó là khi mà ở trong cái trạng thái dạ hồn chúc phúc ấy thì kỹ năng nguyên tố của Kinnick khi mà đánh trúng kẻ địch ấy sẽ khiến cho kẻ địch bị chịu một cái trạng thái, đó là trạng thái nguy hiểm. Và khi mà kẻ địch chịu cái trạng thái nguy hiểm này nhận sát thương từ phản ứng thiêu đốt hoặc là bung tỏa thì nó sẽ sản sinh cho Kinnick 7 điểm dạ hồn và mỗi 0,8 giây sẽ sản sinh được một lần dạ hồn theo cái cách này. Đây là một cái thiên phú khá là quan trọng đối với nhân vật Kinnick bởi vì nó sẽ giúp cho anh chàng này có được nhiều điểm dạ hồn hơn, thì đồng nghĩa việc là anh em có thể bắn được nhiều đòn pháo xuyên thấu hơn. Và với cái thiên phú level 20 của nhân vật Kinnick, nếu như các bạn đáp ứng được cái điều kiện ở trên thì trong cái quá trình chiến đấu của nhân vật Kinnick thì các bạn sẽ có thể bắn được 4 cho đến 5 đòn pháo xuyên thấu. Thế còn nếu như mà trong đội hình của các bạn không đi cùng với các phản ứng liên quan đến thiêu đốt hoặc là bung tỏa thì trong thực chiến nhân vật Kinnick sẽ chỉ bắn được khoảng tầm từ 2 cho tới 3 đòn pháo xuyên thấu mà thôi. Thì đây là một cái mà các bạn sẽ cần phải lưu ý, đặc biệt là khi mà các bạn sắp xếp đội hình thì các bạn sẽ cần phải làm sao để tối ưu cho nhân vật Kinnick này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó là lựa chọn vũ khí cho nhân vật Kinnick. Thì cái sự lựa chọn tốt nhất cho nhân vật này hiện tại thì nó vẫn đang là cây chấn Nanh Sơn Vương. Thì đây là cái lựa chọn mà để dành riêng cho nhân vật Kinnick và nó đem cho nhân vật Kinnick một cái lượng đam đó là tốt nhất. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn không có chấn của nhân vật Kinnick thì có một số những sự lựa chọn theo như mình thấy là 5 sao cũng rất là tốt mà các bạn có thể cân nhắc, đó chính là cái kiếm cún được cùng của sói, hay là các bạn có thể sử dụng đến cái phán quyết, đây là chấn của nhân vật Navia, hoặc là hải đăng bờ biển long, thì đây là chấn của nhân vật Đề Hay Nha. Thì mình thấy là ba cái cây kiếm này thì hoàn toàn thì nó cũng có một số những cái ưu điểm và cũng như là cái nhược điểm riêng của từng vũ khí, cho nên là các bạn lựa chọn cái vũ khí nào theo như mình thấy là nó cũng được, tại vì cái lượng sát thương của những cái kiếm này nó không có sự chênh lệch quá nhiều và nó còn tùy vào những cái tình huống thì có thể là sát thương của những vũ khí này nó sẽ khác nhau. Thế nên là mình thấy là các bạn lựa chọn cái cây nào trong ba cây này đều lựa chọn được. Ngoài ra thì có một cái cây kiếm nữa thì các bạn cũng có thể cân nhắc trong quá trình mà các bạn build cho nhân vật này, đó chính là cây vô công. Cây vô công này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cho nhân vật Kinnick, chỉ có điều là cái cây vô công này thì để tối ưu thì các bạn sẽ cần phải có nhân vật khiên đi kèm, và cũng như là cây kiếm này thì mình nghĩ là chắc cũng không có nhiều bạn sở hữu, cho nên là mình nghĩ là những cái sự lựa chọn kia thì nó sẽ tốt hơn là cây vô công. Nhưng nếu như các bạn đang có cây vô công này và các bạn không có những sự lựa chọn ở trên mà mình kể thì các bạn có thể cân nhắc cái việc là sử dụng cây vô công cũng được nhá, nhưng mà ưu tiên là có nhân vật búp khiên ở trong team như là Zhongli chẳng hạn. Nếu như trong trường hợp mà các bạn đang không sở hữu cho mình những cái dòng vũ khí 5 sao thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ xuống đến những dòng vũ khí 4 sao. Thì hiện tại
Cây vũ khí 4 sao tốt nhất cho nhân vật Kinnick chúng ta có thể cân nhắc đó chính là cái cây vũ khí hàng rèn của bên Natla, cây đao chấn động. Thì đây là sự lựa chọn nó vừa rẻ và cũng như là vừa đem lại cho nhân vật Kinnick một cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà nó gia tăng sát thương của kỹ năng nguyên tố và cũng như là gia tăng tấn công. Thì tất cả những cái này đều nhằm phục vụ là boost cho nhân vật Kinnick. Nên nếu như các bạn đã nghĩ đến trường hợp là sử dụng những cây vũ khí 4 sao thì các bạn nên hướng tới cái việc đó là sử dụng đó là cái cây đao chấn động này. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đó chính là cái cây Lycos cũng được. Các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng được để có thể gây sát thương. Đây là một cây kiếm mà cũng cho các bạn một cái lượng sát thương tốt. Thế nhưng mà với cây kiếm này ấy, thì các bạn sẽ rất là dễ để bị mất đi cái stack đến từ cái Lycos, từ cái nội tại ở phía dưới. Cho nên là nếu như các bạn muốn sử dụng cái cây kiếm này thì các bạn sẽ phải đảm bảo cái nhân vật Kinnick của các bạn sẽ không bị nhận sát thương. Đặc biệt là những cái sát thương liên quan đến thiêu đốt, nó sẽ tự đốt chính mình ấy, thì các bạn sẽ cần phải để ý những cái nguồn sát thương đấy. Nên là cá nhân mình thì mình không recommend cho anh em, mà mình sẽ hướng tới cái việc đó là sử dụng cây đao chấn động, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Ok, thì đấy đó chính là những sự lựa chọn vũ khí cho nhân vật Kinnick. Thì với 5 sao thì chúng ta cũng có những sự lựa chọn, và 4 sao thì theo như mình thấy là hàng rèn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nó vừa F2P và cũng như là vừa đạt được cái độ hiệu quả cao. Nên là những cái vũ khí khác thì mình sẽ không recommend cho anh em nhé. Bây giờ chúng ta đến sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn di vật và cũng như là chỉ số cho anh chàng Kinnick nha. Thì cái bộ tốt nhất cho anh chàng này hiện tại và cũng như là các nhân vật Lan đi theo hướng DPS đó chính là cái bộ bí điển Obsidian. Thì đây là sự lựa chọn giúp cho nhân vật này vừa có một lượng tỷ lệ cao và cũng như là gia tăng được sát thương gây ra đến từ bộ hai món. Thì đây sẽ là cái bộ tốt nhất cho anh chàng Kinnick. Nếu như trong trường hợp mà các bạn chưa farm được cái bộ bí điển này mà chỉ số đẹp, thì một số những cái bộ di vật khác mà các bạn có thể cầm được cho những nhân vật này. Đầu tiên đó chính là cái bộ ảo mộng chưa hoàn thành. Đây là cái bộ mà nó sẽ cho phép nhân vật Kinnick gia tăng sát thương gây ra và cũng như là gia tăng chỉ số tấn công. Có điều là cái bộ này thì nó sẽ yêu cầu đó là kẻ địch ở trong trạng thái thiêu đốt. Thì thiêu đốt thì vừa hay nó lại là một cái loại sát thương mà nhân vật Kinnick nó cần trong quá trình chiến đấu. Nên là cái bộ ảo mộng chưa hoàn thành sẽ là một sự lựa chọn theo như mình thấy là cũng rất là ok. Ngoài cái bộ ảo mộng này ra thì một số những cái bộ 4 khác các bạn có thể cầm được theo như mình thấy cũng rất là tốt. Đầu tiên thì đó chính là cái bộ bức tranh dũng sĩ của Chota. Thì đây là một cái bộ mà nó mang cái chiến đấu support nhiều hơn dành cho các nhân vật của bên Natlan. Thế nhưng mà hiện tại thì chúng ta không có quá nhiều các nhân vật Natlan có thể sử dụng bộ này là một. Và thứ hai là trong cái đội hình mà thường là sử dụng với thiêu đốt ấy, các bạn sẽ đi cùng với một hoặc là hai nhân vật DPS khác, ví dụ như là Emily hay là với Xiang Ling chẳng hạn. Thì cái việc mà sử dụng cái bộ dũng sĩ cho tàn này nó cũng sẽ rất là tốt khi mà nó gia tăng được sát thương cho cả nhân vật Emily và cũng như là Xiang Ling. Và bản thân nhân vật Kinnick các bạn cũng hoàn toàn có thể là gia tăng được sát thương đến từ 40% sát thương nguyên tố này. Chỉ có điều là cái bộ này thì nó mang cái thương support khá là cao, nên là các bạn sẽ chỉ mặc bộ này trong trường hợp là các bạn chưa có những cái bộ DPS chỉ số tốt và các bạn đang đi cùng với đội hình chắc là thuần thiêu đốt thôi. Chứ còn nếu như đi với đội hình khác thì mình cũng không recommend cho anh em cái bộ này. Một cái bộ 4 tiếp theo mà các bạn cũng có thể cân nhắc cho nhân vật Kinnick đó chính là cái bộ thợ săn Machoxi. Thì bộ này các bạn sẽ mặc nếu như trong trường hợp là các bạn đang đi cùng với nhân vật đó là Furina thì các bạn hoàn toàn có thể mặc cái bộ này. Ngoài ra thì nếu như trong trường hợp mà các bạn không sử dụng cái bộ 4 thợ săn này thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến cái câu chuyện đó là sử dụng cái bộ 4 ký ức rừng sâu để các bạn có thể giảm kháng thảo. Thế nhưng mà bộ này thì mình nghĩ là thường support cầm nó sẽ hợp hơn là với nhân vật Kinnick. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta chưa có cái bộ bí điển mà các bạn lại có một cái bộ rừng sâu mà chỉ số đẹp thì các bạn hoàn toàn có thể cầm được. Đấy là với sự lựa chọn là các bộ 4. Thế còn nếu như mà các cái sự lựa chọn của cái bộ mic thì với nhân vật Kinnick hiện tại thì có một số bộ mic các bạn có thể cân nhắc, đó là gia tăng 18% tấn công, gia tăng cái sát thương gây ra đến từ bộ bí điển này, hoặc là các bạn có thể cầm cái bộ mà gia tăng sát thương chiêu kỹ năng nguyên tố E đến từ đội kịch hoàng kim thì các bạn hoàn toàn có thể cầm được, hoặc là gia tăng 15% sát thương thảo, thì đều có là những cái sự lựa chọn mà bộ mic mà các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Về lựa chọn dòng thánh di vật chính cho nhân vật Kinnick thì chúng ta sẽ có các cái dòng như sau. Đồng hồ thì chắc chắn là các bạn sẽ lựa chọn một cái đồng hồ tấn công. Ly thì các bạn sẽ lựa chọn một cái ly sát thương nguyên tố thảo, hoặc là các bạn có thể sử dụng đó là một chiếc ly tăng phần trăm tấn công, thì mình nghĩ là đều được. Cả ly nguyên tố thảo và cả ly tấn công các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc cái việc sử dụng. Tất nhiên là thường thì mình sẽ recommend cho anh em đó là cái ly thảo. Thế nhưng mà ly tấn công cũng là một sự lựa chọn tốt nếu như trong một số những điều kiện cụ thể. Về nón thì các bạn sẽ lựa chọn một cái nón tăng tỷ lệ bạo kích hoặc là sát thương bạo kích. Thì cái này thì tùy vào cái chỉ số của các bạn, thì các bạn có thể lựa chọn một cái nón sao cho nó tương ứng. Ngoài ra thì cái nón tấn công cá nhân mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đến cái việc sử dụng nón tấn công. Thế nhưng mà bình thường thì để sử dụng được nón tấn công thì nó sẽ yêu cầu cái chỉ số dòng phụ khá là cao. Nên là mình cũng không recommend cho anh em lắm, mà mình nghĩ là anh em nên sử dụng các cái nón gia tăng tỷ lệ hoặc là sát thương thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy là với các cái dòng chính mà các bạn lựa chọn di vật cho nhân vật Kinnick. Các cái dòng phụ mà các bạn lựa chọn cho nhân vật này nó sẽ bao gồm tỷ lệ sát thương bạo, sau đó là lấy tấn công phần trăm. Tiếp đến thì các bạn sẽ lấy dòng tấn công số và cũng như là cái phòng hiệu quả nạp. Thì đấy là những cái dòng mà các bạn sẽ lấy ở trong dòng phụ của nhân vật Kinnick. Lưu ý là nhân vật này mặc dù nó là nhân vật hệ thảo, thế nhưng mà các bạn lại không build theo chỉ số tinh thông. Bởi vì nhân vật này lại gia tăng cái chỉ số của nhân vật dựa trên cái chỉ số tấn công cơ. Nên là các bạn sẽ không chơi xoay quanh cái phản ứng đó là phản ứng thiêu đốt. Cái phản ứng thiêu đốt nó chỉ dùng để làm nền cho nhân vật Kinnick thôi.
nên là các bạn không cần phải build cái chỉ số tinh thông nguyên tố cho nhân vật này. Nên là đây là một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý nha, để tránh cái trường hợp là các bạn bị nhầm lẫn giống với các cái nhân vật hệ thảo khác như là anh Hai Thâm hay là Nahida. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đội hình cho nhân vật Kinnick. Thì ở trong cái phần bộ kỹ năng của nhân vật này cũng đã nói đó là kẻ địch sẽ cần phải chịu các phản ứng liên quan đến thiêu đốt và bung tỏa. Thế cho nên là các cái đội hình xoay quanh các nhân vật Kinnick cũng sẽ xoay quanh hai cái phản ứng này, bao gồm thiêu đốt và bung tỏa. Và cái đội hình của nhân vật Kinnick thì ở thời điểm hiện tại thì nó cũng không có quá nhiều những sự lựa chọn tối ưu, do cái nhân vật của bên Atlan chưa ra mắt nhiều, cho nên là cái sự lựa chọn đội hình cho nhân vật Kinnick thì ở thời điểm hiện tại thì chủ yếu nó sẽ là những cái sự lựa chọn ở mức độ tương đối, tức là sau này các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng các nhân vật Atlan khác ở trong đội hình. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số những đội hình theo như mình thấy là rất là ổn đối với nhân vật Kinnick mà các bạn có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại nhé. Thế còn sau này thì rất có thể là sẽ có update thêm về những cái đội hình cho nhân vật này, thì lúc này thì mình sẽ làm những cái video để update sau. Cái đội hình đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho anh em ở đây đó chính là cái đội hình thuần thiêu đốt, bao gồm Kinnick, Bennett, Xiangling và Emily. Đây là một đội hình xoay quanh các phản ứng thiêu đốt, và nguồn sát thương ở trong cái đội hình này nó sẽ bao gồm đó là Kinnick, Emily và thậm chí có thể đó là Xiangling. Thì đây đều là những nhân vật mà hoàn toàn có thể gây sát thương ở trong cái đội hình này. Thì trong cái đội hình này thì Xiangling các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng một số những cái nhân vật khác, ví dụ như là Thoma hoặc là Đề Hai Gia, để các bạn có thể gia tăng thêm cái khả năng bảo kê cho đội hình và cũng như là vẫn có một nguồn ấn hỏa để có thể duy trì được cái phản ứng thiêu đốt. Với cái slot cuối ở đây thì không nhất thiết nó phải là Emily mà các bạn có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cá nhân mình thấy thì có một số cái option mà các bạn cũng có thể cân nhắc cái việc lựa chọn, ví dụ như là Zhongli đưa vào để bảo kê, hay là thậm chí là với Fischl các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Các bạn có thể đưa cái nhân vật vào đây để có thể là hỗ trợ thêm nguồn sát thương hoặc là bổ sung thêm nguồn buff cho nhân vật Kinnick hoặc là với Xiangling. Cá nhân mình thấy thì nó có nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng mà với Emily thì theo như mình thấy là nó đang ok nhất. Nó đang ok nhất ở thời điểm hiện tại. Cái đội hình thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho anh em trong cái video ngày hôm nay thì đó là cái đội hình liên quan đến phản ứng bung tỏa. Thì trong cái đội hình này thì theo như mình thấy là tốt nhất hiện tại thì chúng ta đang sử dụng đó là Furina. Một số những nhân vật khác thì mình thấy là cũng có thể sử dụng được như là Sinh hay là Zelan. Thế nhưng mà ở đây thì mình sẽ lựa chọn đó là cô nàng Furina, tại vì đây là một nhân vật theo như mình đánh giá là nó khá là toàn diện ở trong cái đội hình của nhân vật Kinnick. Sự lựa chọn hệ hỏa ở đây thì vẫn sẽ là Xiangling, một nhân vật có khả năng cấp ấn nó rất là tốt và cũng như là để duy trì được cái ấn hỏa trên người quái để có thể tạo ra cái phản ứng thiêu đốt hoặc là bung tỏa này. Thì mình thấy đây là cái nhân vật mà rất là ok rồi. Tất nhiên là có thể thay các slot khác, nhưng mà cá nhân mình thấy là khi mà đi một hỏa thì Xiangling nó đang là một cái sự lựa chọn nó ổn áp hơn, nó tốt hơn. Thế còn cái sự lựa chọn cuối cùng ở đây thì nó sẽ là một sự lựa chọn mang thiên ứng hồi phục, để các bạn có thể lấy được cái stack của nhân vật Furina nó tốt hơn. Thì các nhân vật hồi phục ở đây thì các bạn có thể cân nhắc đến cái việc đó là sử dụng Yao Yao, hoặc là có thể sử dụng đến Baizu, một nhân vật mà có khả năng hồi máu và cũng như là mặc bộ giảm kháng thảo, rồi thậm chí là các bạn có thể cầm cái quyển sách rồng cho anh chàng Baizu chẳng hạn để búp thêm cho nhân vật Kinnick. Thì mình thấy đây là những cái sự lựa chọn rất là ổn ở trong cái slot cuối trong cái đội hình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng của cái video ngày hôm nay, đó là về phần lựa chọn cung mệnh cho nhân vật Kinnick. Thì với Kinnick thì các cái cung mệnh của nhân vật này, cá nhân mình thấy là nếu như các bạn là những người chơi không có quá nhiều điều kiện tài nguyên thì các bạn chỉ nên đầu tư ở xoay quanh ở dao động khoảng tầm C1 hoặc là C2 của nhân vật này mà thôi. Đặc biệt là cái C2 của nhân vật Kinnick đang là một cung mệnh khá là mạnh cho anh chàng này, khi mà nó có khả năng giảm kháng thảo và cũng như khả năng gia tăng được cái sát thương gây ra đến từ cái pháo xuyên thấu trong cái lần đầu tiên. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho nhân vật Kinnick có một cái lượng sát thương đầu vào rất là tốt ở trong những cái phát bắn đầu tiên của cái pháo xuyên thấu ấy. Thì đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất nếu như các bạn không có quá nhiều điều kiện tài chính kinh tế để đầu tư cho nhân vật Kinnick. Thế còn các cung mệnh cao hơn thì cá nhân mình thì mình cũng không recommend cho anh em lắm, tại vì nó cũng rất là mạnh. Thế nhưng mà cái lượng tài chính anh em đẩy vào thì nó lại còn rất là nhiều, chưa kể là các nhân vật của bên Atlan thì sau này nó sẽ ra mắt càng ngày càng nhiều. Thế nên là các bạn nên giữ tài nguyên để có thể lấy các nhân vật của bên Atlan thì theo như mình thấy nó sẽ tốt hơn. Thế còn nếu như điều kiện tài chính cho phép thì các bạn nên đầu tư ở dao động ở khoảng tầm C1 hoặc là C2 cho nhân vật này. Thế còn nếu như mà các bạn đang thắc mắc là với nhân vật Kinnick thì các bạn nên đầu tư cung mệnh hay là nên đầu tư chấn trước, thì cá nhân mình nghĩ là các bạn nên đầu tư đâu đó vào khoảng tầm C1 hoặc là C2 của nhân vật Kinnick trước, sau đó là các bạn sẽ đầu tư vào chấn của nhân vật này sau. Thì như vậy là rất là ok rồi. Thế còn tất nhiên thì cái cuối cùng thì vẫn là quyết định của các bạn, khi mà cái bàn ở vũ khí bây giờ nó giảm định chuẩn xuống còn 1/1 rồi, thì cái việc mà các bạn lấy vũ khí cho nhân vật Kinnick thì cá nhân mình thấy là nó cũng dễ dàng hơn, nên là cái này thì tùy vào quyết định của anh em. Thế nhưng mà mình sẽ recommend cho các bạn đó là lấy cung mệnh trước. Ok, và trên đây đó là cái video hướng dẫn của mình về cái nhân vật Kinnick. Thì để đánh giá tổng quan thì Kinnick đang là một nhân vật DPS đi theo cái hướng thiêu đốt theo như mình thấy là khá là tốt. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta lại không được bổ sung những cái slot nó thực sự là quá tối ưu cho nhân vật Kinnick, do các cái nhân vật của Lan chưa xuất hiện quá nhiều, và cũng như là các cái nhân vật mà chúng ta đang sử dụng cho anh chàng này nó không đem đến những cái nguồn buff thực sự là quá triệt để cho anh chàng Kinnick để giúp cho nhân vật này phát huy được tối đa tiềm năng. Thế nên là nhân vật này trong tương lai thì mình nghĩ là nó sẽ còn mạnh hơn do cái sự xuất hiện của cái nhân vật của bên Atlan. Nhưng chung quy lại thì đây cũng là một nhân vật đem đến cho chúng ta một nguồn sát thương rất là ổn, và cũng như là có một cái lối chơi hết sức là thú vị. Nên nếu như mà các bạn đang thắc mắc là có nên roll nhân vật này hay không, thì cá
nhân mình nghĩ là các bạn cũng cứ nên roll, bởi vì mỗi nhân vật ở trong tựa game Cinepack thì đều là nhân vật đáng để trải nghiệm. Anh em đánh giá như thế nào về anh chàng Kinnick? Hãy để ý lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ thì nếu anh em thấy video này hay và bổ ích hãy để lại cho mình một like, và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên đăng ký kênh và cũng như là ấn nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các số video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.